xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong cái video này thì mình sẽ mang đến cho anh em một con tàu tuần dương. Đây là con tuần dương của Mỹ anh em nhé, USS Arsenal Ship. Con tàu này thì có thể nói là một con tàu đắt nhất ở trong thị trường, hoặc là nói theo một cách khác đó là nó đắt nhất ở trong game. Đấy thì đơn giản như vậy thôi nhé. Và thì đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái chỉ số. Nhiều anh em có thể là không biết về cái chỉ số của con tàu này hiện tại đâu. Đấy, cái độ bền của nó đây, 546.000 máu, tốc độ là 24,8 hải lý, cái độ cơ động là 11,1, phạm vi của radar là 8,8 km và phạm vi của sonar là 1,60 km. Cái chỉ số này thì nhìn thấy cảm thấy nó khá là ổn đúng không? Nhưng mà tuy nhiên ấy, do cái kích thước của con tàu này nó quá là dài, cho nên là mặc dù cái chỉ số như vậy nhưng mà khi anh em lái thì nó sẽ vẫn có cái cảm giác là nó sẽ hơi bị tù một tí. Đấy, nó hơi giống cái chất tuần dương kiểu hạng nặng ấy. Đấy, mặc dù cái chỉ số của nó rất là ngon. Còn về cái phần vũ khí ấy, thì nó sẽ được trang bị nó na ná giống như cái con 2145 hoặc cái con CGX ấy. Nó sẽ có 4 tên lửa nhưng mà nó lại chia làm 3 khe, 2 khe đơn và 1 khe đôi. Đấy thì tạm thời mình sẽ lắp nó là cái Iskander này, Type 17 SSM này và Def 17. Đấy, lắp kiểu thập cẩm như vậy thôi. 3 kiểu loại tên lửa đấy. À, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái khẩu pháo. Pháo này là pháo khóa của Arsenal nhé. Đấy, cái chỉ số của nó đây. Đấy, nó là cái loại pháo điện đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái vũ khí hạng nặng của nó đây, đó là cái phóng lựu Arsenal. Đấy, lâu rồi mình không có làm clip về con này thì anh em nào mà cần thông số thì có thể tạm dừng qua cái màn hình lại. Đấy, hai đồ khóa đấy. Những cái còn lại thì nó sẽ không khóa đâu. Một khe trực thăng chúng ta sẽ có thể thay đổi được này. OH-1 Ninja. Đấy, có một khe X2 pháo tự động mình sẽ lắp cái Seoxima. Và X4 vũ khí phòng không thì mình sẽ lắp Gapul. Rồi chúng ta sẽ đi chiến luôn nhá. Cái con tàu này thì mặc dù nói thì nó mạnh thật nhưng mà khi mà đi chơi thì thường thường anh em sẽ hay bị chết đầu tiên đấy. Cái lý do chết là nói chung là nó nhìn thấy tàu VIP thì nó sẽ vã đầu tiên. Là cứ hiểu đơn giản như vậy. Nói chung là cũng nhỏ lắm, không phải là tàu cứ đắt mà chơi được đâu. À, có cái bạn Smart 8000 thế này. Ngon. Đấy, nó đạt tốc độ được 23 hải lý thì nó cũng rất là nhanh thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì mình nhìn cái kiểu này mình sợ dễ bị chết yểu lắm. Nó nhìn nó theo kiểu nó ngứa mắt ấy. Đấy, vừa vào anh em thấy không? Vừa vào nó lại chát cái gì đấy anh em có thể dịch chứ mình không biết đọc tiếng Anh đâu. Well that USS Arsenal very good. Chưa hiểu lắm. Tôi cũng chưa hiểu lắm. Tôi chỉ sợ nó dí tôi thôi. Ghê lắm anh em ạ. Lái với con tàu này cảm giác nó mạnh thì mạnh. À, tức là cái sức mạnh nó thì mạnh thật. Nhưng mà ghê. Rồi, dí thử cho anh em xem ra sao nhá. Ôi, dí được của chú dí. Wow. Con bu này nghe có vẻ nó khốn nạn phết đấy chứ nhỉ. Đây rồi. Bây giờ mình mới có cái cơ hội để mà nhìn được thấy cái thằng tàu sân bay nó lên này. Quá là khó khăn gì ạ. Ui trời ơi. Trời ơi anh em ơi. Cứ dã mình thế này nhá. Chơi này này. Ai chơi lại. Kinh quá nhỉ. Nhưng mà mang cái con tàu VIP của khác nhiều khi nó cũng cả một cái vấn đề đấy. Ôi nó mang cái loại gì mà nó khá là cả bẫy mồi hay vậy. Ghê ta. Cứ bảo sao, thứ nhất là giá trị của nó đắt. Cái thứ hai là có mang vào thì cũng bị nó vã ra đầu tiên này. Đen lắm. Mày thế kiểu gì mình lại sống sót được. Ủa có cả huyền thoại à. Căng. Cái thằng này là căng đấy. Mất dấu thằng huyền thoại nó cũng hơi bị lo. Đây rồi. Thôi ôi. Wow. Đang, anh em nhìn thấy đang không? Có dí con TF2000 này. Đắng mè đúng không?
Nãy mình hay có cái thói quen đi kiểm tra đội hình, nhưng mà trận này mới vào chưa kịp kiểm tra. Ô, đấy, vừa mới ấn xong cái cũng hốc được ba mạng, cũng hên thế. Trận này như mình toàn mấy ông cứng cứng tay đấy, nhưng phải ông khác là chắc là mình cũng gãy rồi. Có lẽ mình sẽ cần phải thay đổi cái SSM này này. Mình có cái cảm giác cái này nó không thực sự ổn định cho lắm. Mình sẽ nắp thêm một cái DF17 nữa để trợ đam luôn. Con này anh em tấn công cho nó mạnh mẽ thì nhá. Bởi vì cái sức mạnh con này nó tấn công nó phủ đầu thì kinh lắm. Tuy nhiên thì cái khả năng phòng thủ thì nó sẽ chỉ có dựa vào 4 cái pháo tự động. À sorry anh em, 4 cái vũ khí vòng không và 2 cái pháo tự động. Thực ra thì con này ông nào mà chơi nhiều, chơi quen ấy, đấy, thì có thể trở thành một cái The Best thì rất là tốt, nó rất là mạnh. Nhưng mà nó sẽ chỉ khó ở chỗ là thứ nhất là nó quá đắt, ít người có thể sở hữu được. Cái thứ hai là một khi đã sở hữu được thì chơi lại hay bị dí. Đấy, thành ra là nhiều người là hay chán, hoặc là có thể là người nọ truyền tai người kia, thành ra là người ta cũng chẳng mua. Kiểu kiểu như vậy. Ngoài thì nó sẽ có một số những cái ngoại trang nó cũng rất là độc đáo, kiểu như độc quyền ấy. Ngoài ra những cái loại ui, ôi, em thấy rồi. Ngoài ra thì có những một số những cái loại ngoại trang khác, khi mà lắp lên con tàu này thì rất là đẹp rồi, nó nhìn nó hợp vía. Kiểu kiểu như vậy. Mình sẽ thử đứng đây mình đồ sát cái thằng Valiki xem ăn được nó trong vòng bao lâu nhé. Cảm giác bắn tầm xa cứ đuối đuối sao anh nhỉ? Đúng là nó phụ thuộc vào tên lửa mới ấy, có khác cái pháo khác, khi mà phóng lựu bắn tầm này thì nó hơi đuối. Đây mà đây là trong khi anh em biết là con Veliki thì xác nó to nhé, xác đấy là xác của nó còn to đấy, mấy con tàu mà khinh hạn bắn khó lắm. Trời ơi, ngày trước thì cái pháo điện này của nó thì nó sẽ bắn theo kiểu dạng bắn thủ công, hơi giật giật nhẹ xíu. Bây giờ thì nó làm lại rồi, anh em chỉ cần tấn một phát thôi là nó sẽ tuồn hết sạch những cái viên đạn ra. Các bạn nghe có vẻ gãy hết rồi, tầm này thì chơi làm sao được. Ô, chuyện này nó bị làm sao anh em ạ? Ô có vấn đề gì vậy? Tôi cũng chưa hiểu lắm. Đang bắn thì tự dưng này, đôi khi mình hay gặp những trường hợp như vậy ấy. Đáng tiếc là hết mất cái mạng 4G, đành phải chơi wifi. Nhìn thì vậy thôi, chứ còn con này thì nó sẽ giúp, tức là cứ hiểu đơn giản con này ấy, nếu như mà này nói là chiến đấu 1-1 ấy thì nó chiến đấu tốt. Chứ còn đi đánh online kiểu này, nó có nhìn thấy một cái nó dí cho sấp mặt à. Đâu đâu thì đi làm lại vài trận để đánh giá lại cái sức mạnh của nó, để xem nó còn như xưa không. Nhưng mà mình theo mình cảm nhận nó vẫn như xưa. Cái con này là cái con mà ít thay đổi nhất. Ủa, cái gì đây? Thế là hai bạn đi chung với nhau, bạn người Việt Nam à? Ôi, xong rồi. Gánh nhà 004 ok. Ủa, tôi chết rồi. Tôi biết ngay mà. Nếu mà là Việt Nam tôi nghi lắm. Tôi xong rồi. Tôi không phải nha, không phải đâu nha. Rồi, các ông tập trung vào chuyên môn đi. Tự dưng tôi thấy chát thì ủa là tôi thấy hỏng rồi. Thôi, các ông ơi, làm ơn tập trung vào trận chiến của tôi cả hai. Đây rồi, đây rồi. Có miếng mồi ngon cho anh em đây rồi. Ô, có bằng cách thần kỳ đấy mà sao nó thoát được vậy? Cứ cấu vậy. Ủa mày thế. Có cái ông kia cứ đi lên tự động. Chào chị Kim. Chị chào em. Ôi, để chát cái mình phải giả vờ đã. Bạn ấy mà nhận ra là chết. Đấy, chị chờ em. Ui, bắt đầu heo ở đây có cái quái gì vậy? Sân bay. Ủa, sân bay đứng đây á.
Ôi rồi, ôi anh em ơi. Hấp mi. Từ xong tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Chơi không? Thích chơi không? Đấy rồi. Đứng đây tử hình luôn. Tử hình luôn anh em nhá. Anh em thấy khổ không? Chơi mấy con thầu vip vip này khổ lắm luôn ấy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi bà con ơi, phải một phát phóng lựu nó mới chết được. Ôi nó không chết rồi kìa. Ui nó dí cho có đúng 100k máu à. Quá khổ luôn ấy. Bảo sao ôi trời ơi. Nào ra đây hy vọng đừng có tầm nhìn để em vã nốt cho nó vài tơn cho nó hết trận. Ồ vẫn thấy mình kìa. Bằng một cái cách thân phi đấy mà vẫn thấy được mình là sao. Ôi trời ơi. Ui dồi ôi em nhìn cái pháo kìa. Thế không biết chi nỉ. À chà 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 chà. Còn cái thể loại này nữa. Ngóc đầu lên. Trời ơi. Qua là uy tín. Rồi còn một bạn cuối. Đầu quá. Quá đầu. Đi vào trận thì nó dí thế này còn mặt mũi đâu nữa. Còn bạn Lider nữa. Lâu lắm không gặp mấy bạn khu trục xốp đấy. Xốp này ít người chơi ấy. Đây rồi. Hỏi ông 004 ơi, ông vã hết của tôi à. Mình không hiểu sao nhá. Tên lửa thì mình không thích. Pháo con này mình cũng thấy nó bình thường. Nhưng mà cái điểm thì mình thích nhất ở trên con tàu này ấy, đó là cái khẩu phóng lựu của nó ấy. Không hiểu sao mình thấy rất là thích cái khẩu phóng lựu ấy nhỉ. Nó là một cái gì đấy nó rất là đáng giá luôn đấy. Rồi mình sẽ thay cái Iskander cho anh em bằng cái DF12 nhá. Con này nó phối của này thì theo kiểu như dạng tấn công tổng lực luôn đấy. Đấy vẫn hai khe DF17 nhá. Cái mục đích mình muốn lắp như thế là để cho nó khi mà đấu từ xa nó sẽ tốt. Biết là cái pháo điện cái phóng lựu này thì bắn tầm xa nghe nó hơi đuối. Đó như cái trận 2 nó hơi lỗi tí. Map bão táp anh em nhìn thấy rồi đấy. Nó có đam, tất nhiên nó vẫn có đam nhưng mà nó sẽ hơi đuối. Mình muốn bù lại bằng cái gia tốc của cái tên lửa một tí. Mà nói thẳng luôn nhé, những cái ông nào mà có con Arsenal này rồi ấy thì thực ra là toàn những người nhà giàu thôi. Mình nói thẳng luôn thế. Nên thành ra là đừng nên tư vấn cho họ làm cái gì hết. Kiểu như là cứ nói theo một cái cách đơn giản là đừng có dạy nhà giàu cách tiêu tiền ấy. Đấy, kiểu như vậy. Life for life. Ui tôi chết rồi. Ui gặp một team đi đôi á. Ui nghe hơi căng. Gặp một team đi đôi nên này. Bên mình thì chắc là có hy vọng ông Hu Quynh thôi. Hu Quynh là cái ông nào nhỉ? À đây. Đúng rồi, ông ấy ở ngay phía sau đây. Trận này hai bên đi bộ. Mình đang đi đầu đội hình đấy. Thôi đứng lại tầm này là hợp lý. Không nên tham. Đấy có góc này chúng ta bắt đầu mới quay ra để vã cái pháo trước. Ôi cái này nó gọi là cái miếng mồi quá ngon. Giật lạc này nhà một. Xả dưới một cái mà nó giật lạc kìa. Wow. Xả hướng một cái mà nó sập lát kìa anh em ơi. Ui trời ơi, thế này thì chơi làm sao nổi. Cả Veliki anh em ạ, nào thấy trắng máu luôn. Còn có 128k. Anh em thấy không? Chơi mấy cái đồ VIP nó thế đấy.
Ui mày thế, tôi lại tưởng chúng nuôi lôi, tôi lại phá sẵn. Nhìn nhau vào, nhìn nhau vào. Trời ơi. Không chết à? Cái này nó cũng không chết thì thôi đi. Đây này. Cái nhân tố bí ẩn lại ở đây chứ nhỉ. Căng. Nào nói đây. Ui trời ơi, thốn. Nó định nhìn nó đồ sát mình anh em à. Không ổn đâu. Cho phát nữa. Cái phóng này hiểu bắn được cũng đi gần nó quá tín luôn. Đừng có đùa với nó nha. Này, trả dưới cho anh em xem này. Trời ơi. Ô, 1011 đây. 1011 đây, định đấu với tôi á. Rồi, xong rồi. Xong rồi. Cái phóng dự nó xả cự đi gần nó sướng thật đấy. Cái lòi. Ồ, không biết chơi thế là chán rồi nhỉ. Clip ngày chủ nhật này chỉ làm thế thôi hay là bây giờ mình sẽ phối như thế này nhá. Làm nốt trận cuối này. Iskander này. Đấy, DF12 này. Cái gì nữa nhỉ? Chơi những loại gì cho nó mất dạy tí ấy. 240 đi. Thế cho nó hạng nặng nhá. Ôi trời ơi. Đấy, chơi như này nhá. Mình sẽ bán nốt trận này cho anh em rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video. Rồi con này thì cũng có làm đi gọi là anh em xem cho nó sướng mắt chứ còn chắc gì ông nào mua. Mà những cái ông mua toàn những cái ông gọi là trình độ cao rồi thì cần gì phải xem nữa đúng không? Có những người thì người ta phối con này rất là hay nha. Ví dụ như người ta muốn phối có cái sự kết hợp giữa diệt hạm và súng ngầm. Có những người người ta phối theo kiểu dạng diệt hạm và phòng không. Và thậm chí có những người người ta thiên hẳn về phòng không luôn. Thế nó mới máu gì nè. Có lắm trò phối lắm. Đặc biệt những cái tàu mà có 2 đến 3 khe tên lửa ấy. Rồi trận này nó ghét cho thiếu người rồi. Thôi đằng nào thì cũng chấp nhận thôi. Trận cuối rồi. Mình cũng không có muốn hủy đi tìm lại. Đợi cuối anh em chơi nó đàng hoàng lịch sự tí nhá. Cái map này không biết tại sao bây giờ mình nó làm lại mình thấy nó đẹp hơn nhá. 3-4 à. Được cái trận em mang đồ đam to nhưng mà này có sự kết hợp của boss này này. Chưa làm gì được, góc này chưa làm gì được. 1-2-3 đồ bạn có 3. Thì ông này có thể là cái nhân tố nguy hiểm này. Nó có clan rồi. Nó có clan này chắc chắn thì nó sẽ là người rồi. Ui trời ạ. Được nào. Xả hứa anh em nhá. Đứng đây là cầu từng phát một. Ui trời ơi. Xả rồi. Xả rồi anh em ơi. Ui trời ơi, nó hơi lát nhẹ tí. Một nát nữa khi mà nó máu nó tụt cơ. Đúng cái nhìn máu tụt mới kinh. Bây giờ nó mới tụt này. Không có nhận con Varad này nó 11 phòng không. Nó gì nói nó đỡ vẫn ghê thật. Đứt kìa. Ồ hay. Gì tận mức độ thế không đứt cho em một mạng nhá. Được. Phải chuyển, khi mà chuyển hướng thấy cái tầm nó hồi cũng ngon. Trận này nó có cái sự kết hợp của boss thì anh em xem hơi chán nhỉ. Để nhé nó mình cắt đi mình ghép lại làm cái trận nào đấy nó có người. Trời ơi. Nhưng mà cứ đi có một vài con boss nó cứ tự động nó lao lên đấy chứ. Cứ giận như này thì nó kiểu như làm cái bia tập bắn của mình ấy. Này, dí phóng lựu một tơn xem nào.
hư cấu với chúng tôi này, hư cấu với chúng tôi này. Đã phát hiện ra nào. Ui trời, anh em thấy nó nổ không? 98.000 đam một cái combo của cái phóng lựu này, cứ bảo tại sao nó dồn vào, nó dồn cộng đam đau thế. Ô còn ông cuối ông K39 cũng đứng thủ à? K39 là chắc là người. Boss là gì mà đâu nó lặn lâu thế? Đúng rồi, thằng K39 nó là người đấy. Mình chỉ mong là nó đi lên đây để mình thử thí nghiệm cho anh em xem cái phóng lượng của con Arsenal này khi mà nó sụp ngầm. Lâu rồi có làm đâu. Kết thúc này có thể nó hơi sớm vậy. Nào, sụp cho anh em. Ui giời, tôi đáng định bảo là sụp cho anh em, nó lại nổi nếm như nị. Đời không làm mơ. Đời không làm mơ. Giá quả nhân gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Nó có lẽ chỉ làm như vậy thôi. Clip ngày chủ nhật, mà đặc biệt là con Arsenal này thì nó chỉ có vậy thôi. Làm anh em để xem cho nó biết thôi. Nhưng còn chắc gì anh em mua được đúng không? Không mua được thì chắc là anh em chả xem clip này. Đấy, nó kiểu kiểu như vậy. Đấy, vừa rồi mình đã làm cho anh em một vài trận đấu với con USS Arsenal Ship, một con tuần dương của Mỹ. Cái giá trị của nó thì nếu mà tính ở trong trò chơi nó là đắt nhất. Và cái sức mạnh của nó thì cũng khó nói lắm. Nếu mà 1-1 thì mình khẳng định là con này lúc nào là mạnh nhất luôn đấy. Còn ý kiến của anh em như thế nào với con Arsenal này thì em cứ để lại dưới phần bình luận nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái video tiếp theo.